chào các thầy cô giáo. Mình xin chào tất cả các bạn. Em tên là Võ Trần Thanh Huyền, học sinh lớp 1 năm trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Ra Rây, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Sau giờ tan học, em thường rất thích đọc sách, vì sách chính là kho tàng kiến thức vô giá. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng tất cả các bạn quyển sách mà em yêu thích nhất có tựa đề là Tự Tin. Vì em nghĩ trong cuộc sống, sự tự tin rất cần thiết và quan trọng với mỗi người. Tự tin giúp mỗi chúng ta chủ động cho mọi tình huống, là chìa khóa dẫn lối thành công. Mời các bạn hãy đến với quyển sách Tự Tin này nhé. Sách gồm 2 trang bìa và 84 trang nội dung, được kết cấu thành 12 truyện. Phía trước có phần mục lục để dễ tìm. Trước mỗi chuyện là một câu danh ngôn của một người nổi tiếng nói về sự tự tin. Giá trị cốt lõi của sự tự tin. Sau đây em xin đọc một đoạn trong quyển sách Sự Tự Tin này nhé. Trích trong câu chuyện, có một cậu bé nọ được thầy giáo gọi lên để đứng trước lớp để đọc diễn cảm một bài thơ. Cậu đã đọc một cách rất khó khăn, thầy giáo lập tức gật đầu, quá tệ, thôi đi. Cậu bắt đầu lại lần nữa và thầy giáo lại hét lên, thôi đi, quá xấu hổ. Cậu bé nọ cúi gùm mặt về chỗ ngồi. Một học sinh khác được gọi lên, cậu ta vừa bắt đầu đọc thì thấy thầy giáo lại hét lên, quá tệ, thôi đi. Nhưng cậu bé này vẫn bình tĩnh đọc hết bài thơ rồi mới về chỗ. Thầy giáo mỉm cười, hài lòng nói rất tốt. Về sau nhờ bài học này, cậu bé này đã trở thành một nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động xã hội, lừng danh, được tôn vinh như là một nhà biện lỗi lạc của đất nước Mỹ suốt thế kỷ 19. Trong câu chuyện này, muốn nói với chúng ta, người tự tin không dễ dàng bỏ cuộc, luôn tin vào bản thân mình và dám theo đuổi, dám đối mặt với thất bại. Còn người thiếu tự tin luôn cảm thấy lo sợ, chưa làm mà đã lo thất bại. Mỗi khi gặp thất bại, người này rất dễ gục ngã và nhanh chóng bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, muốn đạt được kết quả tốt thì phải cố gắng các bạn ạ. Các bạn thấy đấy, chúng ta phải biết vươn lên, phải biết tin tưởng vào bản thân mình. Mỗi khi mình gặp khó khăn trong học tập, mình vẫn luôn nhớ đến những bài học mà của cuốn sách của nhà xuất bản trẻ đã truyền đạt đến quyển sách này.